Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Điểm tin an ninh trật tự trong tuần của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin được phát trên website plo.vn, đồng thời được phát trên các kênh YouTube, Facebook, TikTok của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay ngày 6 tháng 5 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Công an vào cuộc vụ vé bậy lên tàu metro số 1. Lý do người đàn ông Hà Lan giết vợ ở thành phố Đà Lạt. Giải cứu kịp thời bé trai 14 tuổi có ý định tự tử. Nữ hộ lý bỏ thuốc diệt chuột vào thức ăn thừa để hãm hại người. Công an phát hiện nhiều vi phạm của F88 tại Bình Dương. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Chiều ngày 4 tháng 5, các cơ quan chức năng đã thông tin với báo chí về sự việc vé bậy lên tàu metro số 1 được phản ánh trong thời gian qua. Ông Hoàng Mai Tùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 1, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến sáng ngày 2 tháng 5 đã tiến hành xong việc tẩy rửa. Hiện tất cả đoàn tàu đã được khôi phục lại nguyên trạng. Phía nhà thầu, công ty bảo vệ và công an thành phố Thủ Đức đã tăng cường thêm nhân sự bảo vệ, bố trí ca trực, tăng cường hệ thống camera quan sát phủ khắp khu vực depot. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ban giám đốc Công an thành phố đã có chỉ đạo phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức để điều tra xử lý, nếu thiệt hại gây ra có yếu tố hình sự thì sẽ có hình thức răn đe xử lý nghiêm. Công an huyện Đạo Hoai, tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết đang điều tra một vụ đánh nhau khiến một người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trước đó vào tối ngày 1 tháng 5, tại nhà ông Đào Anh Dũng, ngụ thị trấn Đạ Mờ Ri, huyện Đạ Hoai, tổ chức ăn nhậu. Lúc này, anh Võ Trường Giang, 27 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau và ông Hứa Văn Hợp, ngụ cùng địa phương, xảy ra mâu thuẫn. Vào lúc 19 giờ 20 phút cùng ngày, ba thanh niên lạ mặt mang theo rửa phát, gậy gộc đến nhà ông Dũng, rồi lao vào chém nhau khiến anh Giang bị thương tích, phải nhập viện cấp cứu. Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào ngày 3 tháng 5 cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà kho của công ty nội thất xảy ra trên địa bàn. Gần 10 giờ sáng cùng ngày, lửa bốc lên dữ dội tại nhà kho rộng hàng trăm mét vuông của công ty gỗ chuyên sản xuất nội thất trên đường Bùi Thị Xuân, khu phố Tân Thắng, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An. Người dân phát hiện vụ việc đã hô hoán dập lửa nhưng bất thành. Do khu vực nhà kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy như gỗ, bao bì cắt tông nên ngọn lửa bùng lên mỗi lúc thêm dữ dội. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã điều động 5 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ngày 4 tháng 5, Công an huyện Trảng Bom, Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố 4 bị can, gồm Đỗ Anh Tuấn, 37 tuổi, Đào Văn Hiệp, 39 tuổi, Trần Văn Tú, 37 tuổi và Nguyễn Tiến Dũng, 37 tuổi, cùng quê Hà Nam, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, Công an huyện Trảng Bom nhận được tin báo có nhóm người đang tổ chức đòi nợ tại một cửa hàng bán đồ gỗ trên địa bàn xã An Viễn. Chủ của cửa hàng trên là chị H, 36 tuổi, ngụ xã Bầu Hàm. Qua làm việc, nhóm đòi nợ khai từng cho chị H vay nhiều lần với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, lãi suất từ 300% đến hơn 1.000% một năm, tổng số tiền thu lợi cho vay gần 250 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhóm này còn cho anh P, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, vay 100 triệu đồng, lãi suất gần 640% một năm. Số tiền mà nhóm này thu lãi từ anh P là hơn 30 triệu đồng. Công an tỉnh Lâm Đồng vào ngày 3 tháng 5 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành các thủ tục tố tụng đối với nghi phạm Jacobus Johannes Kenter, 63 tuổi, quốc tịch Hà Lan, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, vào chiều ngày 2 tháng 5, Jacobus Johannes Kenter đã dùng dao đâm bà Lê Thị Dung, 53 tuổi, ngụ tại phường 4, thành phố Đà Lạt, nhiều nhát rồi bỏ trốn. Đến hơn 20 giờ cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Jacobus Johannes Kenter. Ông này cho biết đã kết hôn với bà Dung năm 2010. Vào trưa ngày 2 tháng 5, Johannes cùng gia đình bà Dung đi ăn. Trong lúc ăn uống, bà Dung thường xuyên sử dụng điện thoại, khiến ông khó chịu và nhiều lần nhắc nhở. Về nhà, hai người cãi nhau. Trong cơn giận dữ, Jacobus Johannes Kenter xuống bếp lấy hai con dao rồi đâm liên tiếp vào vợ của mình. Chiều ngày 4 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bích Thành, 41 tuổi, ngụ quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
tự giới thiệu mình là người quen biết với lãnh đạo một số cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thị Bích Thành đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một giám đốc công ty có địa chỉ ở huyện Hà Trung. Trước đó, Thành đã tìm hiểu và biết ông NXP, giám đốc công ty ở huyện Hà Trung, đang bị cơ quan cảnh sát điều tra Thanh Hóa điều tra về hành vi vi phạm quy định khai thác tài nguyên. Sau khi gặp gỡ ông P, Thành nói có thể nhờ các mối quan hệ để tác động, xin cho ông không bị xử lý hình sự. Thành đã nhận từ gia đình ông NXP hơn 4 tỷ đồng. Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vừa thông tin, chiều tối ngày 4 tháng 5, đơn vị nhận được tin báo từ trung tâm chỉ huy 114 có trường hợp muốn nhảy lầu tự tử tại chung cư ở ngõ 176 Định Công. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Định Công tổ chức triển khai các hướng tiếp cận tại phía cửa chính của căn hộ đã bị khóa trái ở bên trong và bằng thang từ xe chuyên dụng lên ban công tầng 8. Sau khi nắm bắt được tình hình từ bố của cháu bé, chỉ huy đội phòng cháy chữa cháy quyết định dùng phương tiện để phá khóa từ cửa chính của căn hộ, tiếp cận được cháu bé và bàn giao cho gia đình an toàn. Cháu bé 14 tuổi, hiện đang sinh sống cùng mẹ tại căn hộ thuộc chung cư Sky Central tại ngõ 176 Định Công. Được biết, cháu bị chứng rối loạn hành vi, đã điều trị từ năm 2019. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa đuổi việc một hộ lý, chuyển toàn bộ chứng cứ liên quan hộ lý này cho công an huyện Đoan Hùng điều tra xử lý. Người này có hành vi bỏ thuốc diệt chuột vào thức ăn thừa để đồng nghiệp mang về chăn nuôi. Thời gian gần đây, một số vật nuôi gồm chó, mèo, lợn của gia đình anh H và D cùng ngụ xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng đều là các nhân viên tại phòng khám Hùng Vương Chân Mộng, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, thỉnh thoảng bị ốm rồi chết. Những con chó trước khi chết đều có hiện tượng sùi bọt mép, lên cơn giống bệnh dại. Tất cả số vật nuôi đó đều được chị D cho ăn các thức ăn thừa lấy từ phòng khám. Nghi ngờ thức ăn thừa lấy về từ phòng khám có độc tố, anh H đã báo cáo lãnh đạo phòng khám. Sau khi trích xuất camera kết hợp các chứng cứ khác, phòng pháp chế đã triệu tập chị PTN để làm việc. Bước đầu, chị này khai nhận chủ động bỏ thuốc chuột vào số thức ăn thừa tại phòng khám để chị D mang về chăn nuôi. Tuần qua, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ những vi phạm tại công ty cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn. Sau khi đồng loạt kiểm tra hành chính 21 trên 24 địa điểm kinh doanh của F88, Công an đã thu giữ rất nhiều hồ sơ về hoạt động kinh doanh của đơn vị này. Công an phát hiện nhiều vi phạm trên các lĩnh vực về an ninh trật tự, kinh tế, phòng cháy chữa cháy. Đối với các giao dịch ký gửi tài sản và vay cầm cố tài sản, F88 đưa ra các hợp đồng có mức lãi suất, các loại phí, việc thỏa thuận thuê mượn lại tài sản cầm cố và nhiều điều khoản khác trong hợp đồng là không minh bạch. Điều này có dấu hiệu vi phạm kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất cho vay theo quy định của Bộ luật dân sự. Sáng ngày 5 tháng 5, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an thành phố Bảo Lộc đang điều tra vụ một người vi phạm nồng độ cồn, lao xe vào lực lượng chức năng làm Trung tá Nguyễn Đắc Thủy, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Bảo Lộc bị thương. Tối ngày 4 tháng 5, Trung tá Thủy cùng tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông thì phát hiện ông Hồ Cao Thắng chạy xe máy trên đường Phan Bội Châu theo hướng từ chợ Bảo Lộc qua đường Hà Giang, có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lúc này, ông Thắng chạy xe vòng qua một ô tô đang lưu thông rồi quay đầu xe bỏ chạy. Một cảnh sát giao thông đuổi theo yêu cầu dừng xe nhưng ông Thắng không chấp hành. Trung tá Thủy đã phối hợp ngăn cản thì ông Thắng lao thẳng xe vào người khiến Trung tá Thủy ngã ra đường, bị thương cả tay và chân, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, công an ghi nhận trong hơi thở ông Thắng có nồng độ cồn là 0,317mg trên một lít khí thở. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Điểm tin an ninh trật tự tuần này. Bản tin sẽ được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Mời quý vị đón xem thông tin cập nhật hàng ngày trên plo.vn và các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc quý vị và các bạn có kỳ nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại!